Ok. Các bạn nhìn thấy cái biển là thấy là 36A75253. Khi bạn nhìn thấy cái biển 53 thì nó rất là xấu đúng không ạ? Là một trong những con số xấu nhất trong 49, 53 và 13. Đấy, nhưng không phải là vì cái biển mà chúng ta chê cái xe đâu. Sao ạ? Biển xấu nhưng mà xe nó đẹp thì chúng ta vẫn cứ là ok. Mà biển số này thì là đuổi 52, 53 là biển số tiến mà ở Thanh Hóa thôi. Còn đâu thì về các tỉnh khác thì chúng ta sẽ rút hồ sơ vào tên. Đó là cái biển số. Còn xe thì nó thật là đẹp. Nó đẹp. Đẹp, có thể nói là đẹp hơn cái biển gấp 100.000 lần. Đấy. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bác một chiếc xe Hyundai, một chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2008, phiên bản số tự động, máy 1.8, tư nhân chính chủ Thanh Hóa các bạn nhé. À, quê hương Thanh Hóa các bạn ạ. Đấy. Sơn xi chiếc xe thì được sơn với sơn màu ghi xám. Con này thì nó khá là đẹp và rất chất lượng cho bà con. Hộp số tự động, máy của nó là 1.8, rất phù hợp cho bà con, các bạn chị em nào đang có tầm tiền nào, đang có nhu cầu nào muốn sở hữu một chiếc xe số tự động tầm hơn 200 triệu mà số tự động lành bền, thì đây là một cái chiếc xe cực kỳ đến, cực kỳ lành, cực kỳ bền đến từ nhà xe của Honda. Một chiếc xe nó khá là ổn định và rất chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con. 36A75253, một chiếc Honda Civic 2008 số tự động, rất là đẹp cho mọi người. Với cái dầm Civic này thì form của nó rất là trường và chạy rất là khỏe và rất là đầm. Đấy. Tất cả mọi thứ từ sinh nhan tích hợp ở trên sườn hay là gương kính chỉnh điện đều đủ để cho xe. Và xe thì trang bị hệ thống túi khí ABS, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ hết các bạn nhé. Đó các bạn ạ, một chiếc xe rất là hợp lý để cho quý khách hàng mua về sử dụng với cái mục đích là gia đình, công việc, công văn phòng đều rất là ổn định cho mọi người. Đấy. Hệ thống đèn của nó thì anh em có thể thấy được, đèn của nó thì rất là sáng này các bạn thấy đây. Đèn của nó còn rất là mới luôn. Rất là trong và rất là đẹp cho mọi người. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Một chiếc Honda Civic còn khá là ok và rất chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con, của bạn chị em. Vậy thì bà con, của bạn chị em nào đang quan tâm về chiếc Honda Civic này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đến ô tô Hải Phòng nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy cái bên trong chiếc xe này, sóc xiếc của nó này, la răng của nó này, vành N15, lốp của nó rất là mới, la răng vành, phanh đĩa 4 bánh luôn, sinh nhan tích hợp trên sườn, đăng kiểm rất là dài tháng 4 năm 2023. Form dáng đẹp và chuẩn chỉnh. Đó, con này đi rất là giữ form luôn. Đó, cực kỳ giữ form luôn. Đó. 2008 thì với cái khối động cơ 1.8 thì là chiếc xe nó ăn tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm là 7 lít đến 8 lít trên 100 km, 8 lít phải là 8 lít. Phanh đĩa này và tất cả bên trong của nó là không có mục mọt gì các bạn nhé. Xe thì cam kết cho quý khách hàng là đẹp không lỗi. Đấy, keo chỉ zin 100%, máy số đại chất. Đó, tí nữa sẽ cùng xem. Hệ thống đèn hậu của nó này. Đèn tròn và có cả cảm biến lùi. Cảm biến lùi phía sau, đèn chia làm hai mảnh, một bên cốp, một bên hông. Honda Civic Ivantech 1.8 có cả màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Vậy thì bà con, các bạn chị em mua về chỉ việc chạy thôi, đổ xăng và chạy. Còn các bác là không thích biển 53 thì có thể là rút hồ sơ vào tên trong vòng 1 phút mốt thôi. Đấy các bạn nhé. Hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh, mua chính chủ, ký nháy đàng hoàng. Vì thế nên là tất cả mọi thứ đều cam kết cho quý hàng là chuẩn 100%, không một lỗ nhỏ và rất là ok. Sóc xiếc của nó khá là đẹp cho mọi người. Hệ thống sinh nhan này đầy đủ. Giờ chúng ta sẽ mở phần nội thất. Nội thất thì ghế da của nó thì có hơi nhăn tí, nhưng mà đây các bạn thấy đây là ghế da nguyên bản từ đầu nên cái độ da của nó còn khá là đẹp cho mọi người. Chân của nó là chân nỉ, với bản 1.8 thì nó chỉ được trang bị chân nỉ thôi. Không có cửa sổ trời. Và vô lăng của nó thì khâu da từ mới và rất là đẹp. Tất cả hệ thống táp lô táp ly của nó cũng khá sạch sẽ và rất là đẹp cho mọi người. Hệ thống kính điện, gương kính chỉnh điện, gương cột xe và tất cả con ốc của nó còn nguyên zin từ nhà máy này. Keo chỉ zin 100%, không một lỗ nhỏ. Vậy bà con, các bạn chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đến ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cảng của em thì làm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và rất kính mong quý khách hàng cũng như bà con, các bác, anh chị em có thể đến xem và trải nghiệm về chiếc xe này. Sàn của nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản này, cam kết cho anh em không ngập nước, trải sàn rất là đẹp luôn. Tất cả mọi thứ còn rất là ổn định. Keo chỉ zin, xe thì rất là chất luôn, sạch sẽ luôn. Cực kỳ sạch sẽ luôn cho mọi người nhé. Tất cả này, keo chỉ của nó rất là zin cho bà con. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang cốp lên. Sàn của nó vẫn là cái sàn nỉ rất là đẹp cho bà con nhé.
Đấy, hiếm được con sàn để nhảy lắm. Một chiếc xe Honda Civic số tự động Ivantech 1.8 đang có mặt tại cửa hàng của Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng với cái tầm tiền chỉ có 268 triệu đồng thôi. Một chiếc xe khá là ổn định và rất chất lượng cho quý hàng, nhìn như bà con rất ổn định luôn. Kích trước và lốp dự phòng của chiếc xe đầy đủ hết theo xe luôn nhé. Đồ đạc tháo lốp đầy đủ hết các bạn nhé. Xe thì keo chỉ của nó còn khá là zin cho mọi người. Khá zin cho mọi người. Đây là phần gầm. Gầm của chiếc xe thì anh em thể thấy được đây. Gầm bệ thì khá là ổn định, không có mục mọt gì. Bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Honda Civic này thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm về cái mẫu xe này, đúng không ạ? Tí chúng ta em sẽ vừa rồi em có quay khi lâm cầu lên thì em có quay phần gầm. Tí nữa em sẽ chèn vào cho các bác có thể xem phần gầm các bạn nhé. Chèn vào cho các bác xem phần gầm được. Tất cả con ốc của nó, ốc của nó khá là đẹp cho mọi người. Ốc của nó khá đẹp. Tất cả mọi thứ của nó rất ổn định cho mọi người. Vâng, chỉ với 268 triệu đồng thôi thì bà con các bạn chị em đã có ngay một chiếc Honda Civic còn rất là mới và rất là đẹp, đời 2008 như thế này. Tất cả hệ thống da đầy đủ hết. Sàn của nó thì bên em đã cho dọn nội thất một cách rất là sạch sẽ rồi. Các bạn nhìn thấy đây, tất cả nó rất là ổn định và rất sạch sẽ luôn. Sàn nỉ nguyên bản này. Tất cả ốc ác của nó là rất là ok cho mọi người. Vâng ạ, bà con các bạn chị em nào có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để có thể trải nghiệm và về cái chất lượng của chiếc xe này. Bà con nào đang có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy lên nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong xe và kiểm tra một số những cái tính năng của chiếc xe này, xem chất lượng của nó thế nào, có đảm bảo hay không và có đẹp hay không thì chúng ta sẽ cùng biết. Xe thì mới rửa ráy về xong nên là tất cả mọi thứ của nó còn rất là đẹp. Màn hình Covat rất là đẹp, cảm biến đấy. Xe chạy 21 vạn chuẩn các bạn nhé, chạy 21 vạn chuẩn. Máy nổ khá là ok. Tất cả đều rất xịn sò, hệ thống gạt mưa phun nước đầy đủ hết theo xe nhé các bạn nhé. Hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Đấy các bạn nhé. Đầy đủ hết theo xe luôn. Tất cả hệ thống kính điện của nó thì kính lái auto này. Lên cách rất là ổn định. Một chạm luôn các bạn nhé. Rất là ổn định theo xe này. Rất ok, hệ thống còi rất là to luôn. Điều hòa khá là mát, có cả màn hình Android xịn sò, có cả cam lùi. Con này thì sử dụng hệ thống SIM 4G luôn. Không biết là SIM 4G còn hoạt động không. Đây chúng ta gửi điều hòa cho mát đấy. Đang có chế độ SIM 4G rồi. Đây chúng ta sẽ vào phần ứng dụng xem cái phần YouTuber đâu xem nào. Bật YouTuber xem có được không. Rất là đẹp, ở đây YouTuber đây. Nhạc nhất là rất là ok nhé các bạn nhé. Đầy đủ và nội thất của nó thì chân của nó là chân nỉ nguyên bản các bạn này. Chân nỉ nguyên bản mà còn rất là sạch và rất là mịn. Đấy. Rất sạch và rất là mịn, con này nó khá là đẹp cho mọi người. Đấy, bà con của bác chị em nào quan tâm về cái chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Rồi chúng ta sẽ mở phần khoang máy ra để phần cùng kiểm tra về cái máy móc của chiếc xe này, xem chất lượng máy móc của nó thế nào nhé. Hệ thống đèn của nó thì khá là ổn định luôn, đúng không ạ? Vẫn sáng đều. Phần máy ạ, máy thì chúng ta xem phần khoang máy ạ. Máy đó thì sẽ xoa nó đang theo, máy đó thì đang thiết cho anh em là máy zin, máy zin, máy zin luôn. Tất cả máy zin nhất trên xoa đơn giản luôn. Thay thì nó rất là ổn định luôn. Các bạn rất ổn định luôn này. Máy zin nhá, cam kết cho anh em máy số zin, đầu răng đầu riếc zin hết này. Con này nó đáng nghe, nó có một cái phần lắp nhựa ở đây, lắp nhựa ở đây, nhưng mà hôm qua này em quên, hôm qua em quên em không lắp vào. Em rửa máy em quên em không lắp vào thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những con ốc này nó đều zin hết luôn. Tất cả con ốc này nó đều zin hết luôn. Và đầu răng của nó đây anh em có thể nhìn thấy. Mai em lắp vào thì các bạn không nhìn thấy được, nhưng mà đây tiện nó tháo ra thì em cũng quay luôn và em lắp cho xem các bạn luôn. Và chia ABS đây, ABS này,
chấm đỏ này, và tất cả những từ những cái đường ống điều hòa của nó còn rất là đẹp này, từ đường ống điều hòa rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, ở đây này. Đấy, tất cả các ốc đầu răng của nó cũng chấm sơn luôn. Cabo thì nguyên zin cho nhà máy sản xuất rồi. Cabo nguyên zin cho nhà máy sản xuất rồi. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu cabo này, quan tâm về chiếc Honda Civic này với cái hệ thống máy số zin 100% như thế này, thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi, anh có tuổi phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con cô bác anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.